Sẽ có cách làm việc của nó rất là đơn giản. Trong trong đó chúng ta sẽ có cho con mượn xem nhá. Chúng ta sẽ có cái phần lấy style. Phần lấy style thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở trên nó sẽ có là chữ USB ở đây. Đấy, nhấn vô đây. Đó, thì ở trên này nó sẽ hiện thị là bốn cái, sáu cái này. Đầu tiên là đây mình kéo, đừng có lấy son, đừng có lấy audio mà lấy style. Rồi mình giống như con chuột của trên máy vi tính thì mình sẽ nhấn cái bên này enter vào đây, giống mình kích chuột trái á. Ha. Ok chưa? Rồi ví dụ như intro bài, mình chọn intro bài chẳng hạn. Đây intro bài, mình kéo enter vô. Đó. Rồi mình ví dụ như em sẽ là người ra kia hoặc là em đi qua cầu cây gì hay là cái gì đó. Ví dụ cháu muốn lấy một bài là em đi qua cầu cây của nhạc sĩ nào đấy mà có Cẩm Ly hát á. Đó, rồi con sẽ lấy cái đầu này gọi là intro. Thì bác có thể nhấn một ngón nó cũng ra vậy. Rồi, quá trình chơi á, thì mình cân bằng nó bằng cách là nhấn cái bờ lăng này nhỏ xuống. Đấy, trên bờ lăng mình sẽ thấy nó là khoảng 60 ạ. Hoặc 40. Có người thì chơi 40, người con thì chơi 60. Đó, khoảng 60 ha. Xong rồi mình lấy cái tiếng ở thế này đó. Có tiếng dân ca thế này. Đó, bắt đầu đánh được rồi. Đấy, con thu tặng cho bác bài.